Mấy cục này xuất hiện lâu chưa người đẹp? Không có quan tâm cho nên cô không biết nó hồi nào đâu. Không quan tâm luôn hả? Chị người ta nói mà mụn gạo là nó có cái sợi sợi sợi. Vậy là 10 tay mình qua ha, tinh tinh cái 10 tay mình qua. Sao chị? Vậy chị nhớ 10 tay hồi nhớ tinh em nha. Hồi đó cũng có cái mụn gạo, tại cho tao biết đó hả. Cần chỉ tới 10 tay, 5 tay là được rồi. 5 tay chứ có lương. Có lương rồi. Chữ đầu tháng năm mà mày làm gì có lương sớm được. Hồi xưa thời cô Nhung toàn 20 tay mới có lương. Năm nay mùng 2 Tết là 2 tây tháng 2 luôn. Mùng 1 Tết là ngày 1 tháng 2. Cho nên thầy nói thi xong học kỳ 1 rồi á là thấy sắp nghỉ Tết rồi. Hoàn thành điểm xong hết á là sơ kết học kỳ 1 xong là nghỉ Tết luôn. Thầy kêu tháng 12 thầy kiểm tra sổ chủ nhiệm á Thảo. Cái chị mới nói chứ ủa có sổ chủ nhiệm hả? Không, chị hỏi ủa có sổ chủ nhiệm rồi hả? Cái thầy kêu trời gì vậy, người ta phát sổ chủ nhiệm rồi hết rồi. Cái chị nói ủa có sổ chủ nhiệm hả? Em không biết luôn á. Em chưa làm luôn, em không làm. Mà em lấy chưa? Chưa. Xong cái hồi chị Hồng Trang còn đốc vô có sổ rồi, tôi lấy lâu lắm rồi ở chợ Anh Phúc á. Rồi mọi người kia im hết mày. Chưa làm. Không, chưa ai lấy hết á. Có mình bà Hồng Trang làm Hồng Trang tiếng thôi. Xong rồi cái chị xuống chị gặp anh Phúc, cái chị hỏi anh Phúc sổ. Anh Phúc nói anh đã phát cho ai đâu Trang, chưa có ai lấy hết á. Nói vậy mà vô hộp. Nói vô hộp không ai nói đỡ giùm em anh. Cuối cùng mình em bị la anh. Anh kêu đã có ai lấy đâu. Thì chính vì không có ai lấy cho nên tao mới im. Còn cái người lấy rồi người ta lên tiếng đó. Lấy ngày xong về cái mai cái da mặt nó xẹp xuống đã lắm á Trang. Xẹp liền tại chỗ chị ha. Không chờ tới ngày mai đâu. Ngày mai biết xong rửa rồi đó. Nó liền liền. Nó rồi. Láng rồi. Vậy là mười tay chị chứ nhắc cho em, nhắc em nha. Không thiệt luôn á. Sao mà để da như thế này thiệt sự luôn á. Đau lòng dùm cái da cho mấy chị luôn á. Để lâu quá. Chứ không phải em tự tin chứ sao mấy chị vô đúng cái chỗ chuyên làm mụn á. Không phải đâu. Nãy lên nãy ngồi buồn buồn cái đó. Trời ơi tức mình cái mụn mụn quá để hoài. Xong rồi cái lên phải tìm cái spa nào ở quận 12 mình đi về gần nhất. Em ngừng mắt này. Mắt nguy hiểm không? Không có gì hết á. Cứ thả lỏng rồi mà. Mình không quen thôi. Không, mình không cần nhăn nha chị. Thả lỏng cái mắt. Thả lỏng cái mắt. Rồi. Đó. Cái nhẹ nhàng là ra rồi. Sướng cái chen ha. Đau thấy bà nội luôn. Tao có nặng hồi nào đâu tao biết. Tao biết mà. Nàng che sao bị cái tay quá trời quá đất kìa. Em cũng chả biết. Hồi đó em bị mặt nhiều lắm. Em trị xong cái mặt giờ tới qua tay. Cái đó là cũng nói lên cái bệnh lý bên trong đó chị. Chị cứ bút lịch đi 10 tay. Mười tay thứ hai mày đâu đi được mày. Mười tay là ngày đánh lương đúng không? Mười tay không có tiết sáng chiều 5 tiết. Sáng 5 tiết chiều 5 tiết mày. Sáng 2 tiết, chiều 5 tiết. Ê, lúc đó nó thi rồi mày. Ờ, 10 tháng 1 thi rồi. Ờ, 10 tháng 1 thi rồi. Đi có thi. Mà thi trực tiếp đâu có coi đâu chị. Thi trực tiếp mày. Chắc chắn là thi trực tiếp luôn. Rồi nó có đi học một tuần nào không chị? Ăn thua trường mình sửa kịp hay không thôi. Chính tay mình đi. Trời ơi, mình hức. Chính tay chưa có lương lên đây chị ghi sổ vì 10 tay có lương quá trời. Không, chính tay qua làm 10 tay có lương cho số tài khoản chuyển khoản. Thì tao mới nói chính tay lên đây ghi sổ. Mấy cục đen thui luôn. Này mà Trang có nặng cũng nặng không được Trang ơi. Sao nặng được? Phải tự ra ngoài mới ta nặng mới được chứ mình là hơi thua rồi đó. Chính xác. Người ta có đi tiệm đâu.
cục này nè, cứ tưởng là bị nám bị gì nhưng mà thực chất là mụn đá bên trong để lâu quá, cái nó bị đen vậy luôn nè. Thôi chắc mấy chị nhìn cái cục mụn nó lên, nó đen thui. Ghiền hả? Em nói trời sao mặt tao quá trời mụn, phải gì mặt chỉ có mụn đè ra nặng đã à? Khôn quá, một mình nó muốn muốn mặt ta. Mày ướt khô dễ sợ, nó chữ là đúng rồi. Dạ. Một bốn một năm ở đây có chuyển khoản rồi. Dạ có chị, mấy chị thích gì em chiều. Anh như chuyển khoản đọc số điện thoại là được. Chị có ngân hàng tới B3 mới đọc em hết khác. SCB chị, cái ngân hàng chị hay chuyển cho em á. 1415 957 3 số 0001. Có một cái đó. Có đen ha. Có một cái đen thui luôn. Chưa bao giờ em nặng mụn. Rồi tao nặng nát cái mặt tao, tao đi liệu trình. Tội nghiệp mấy chị là hôm nay ghé bé Dung mà lại không dễ thương được. Nhà bị có ai gọi vậy? Không biết không. Nghe cái đi. À. Nghe nè. Ủa chị dạ còn ở chỗ sách thấy. Chị đang ở spa Phúc ơi. Hả chị đâu? Chị Trang đang ở spa chị Phúc. Ủa sao số mày chị vậy, sao tôi luôn bà Trang mà thành mày vậy hả? Thì chị nói đi, chị Trang đang ở spa với em nè. À vậy hả? Vậy em nói Trang chừng nào về ghé nhà chị tiếng nha. Ừ. Ờ nhớ nha. Ờ Trang đang nghe. Nhớ ghé nha. Rồi. Ờ. Mẹ là mẹ chị Trang nói chờ nó đi mua thuốc về sao lâu. Phúc nói sao tao gọi điện thoại lộn kìa. Tính ra mặt cho Trang để ít mụn. Dĩ nhiên. Mặt của em mà nặng là nặng từ 8 giờ sáng tới 11, 1 giờ rưỡi chưa xong. Không, mụn chị này không có miệng đâu nha. Đây là mụn gạo mà. Mụn gạo của lâu rồi. Cho nên lâu lâu phải đi ra ngoài để làm sạch mặt. Dạ, anh cảm ơn.